trên cộng đồng mạng và là vô cùng quan tâm đến cái câu chuyện người mẹ cùng con rể lên đường để báo án tìm người con gái và người vợ mất tích của mình, mà đi nửa đường thì dừng xe thì con rể bỏ chạy vì lý do như thế nào thì hôm nay trong thời gian vừa rồi thì Công Trần đã đăng tải video lên để hy vọng là cô chú anh chị trên cộng đồng mạng chia sẻ và lan tỏa. Và cũng rất may mắn là cái video vừa rồi cũng được rất nhiều sự quan tâm của cô chú quý khán giả, cũng được trên dưới 3 triệu lượt quan tâm người xem. Thế vì vậy hôm nay thì Công Trần nhận được cái nguồn tin chị gái hiện nay đã tìm được người con gái ruột của mình đang nghi ngờ thời gian vừa rồi là con sẽ có thể là dùng nhiều cái có thể là nhiều cái cách để con gái có thể là mất tích. Thì đến giờ phút này thì câu chuyện được sáng tỏ và được rõ ràng. Hy vọng là cô chú anh chị và các bạn là hãy xem hết cái video này để biết rõ cái câu chuyện nội dung sao. Rồi em xin phép em chào chị. Trong thời gian vừa rồi thì chắc chắn là chị và gia đình cũng biết đến câu chuyện vừa rồi là các anh em ấy đăng tải trên cộng đồng mạng, đúng không ạ? Rồi. Thì hôm nay thì con gái chị về rồi, chính thức là đã về rồi và đang ngồi bên chị rồi. Chị có thể nói lại là con là họ tên của chị cụ thể là gì và chị nguồn nguyên quán ở đâu, và trong thời gian vừa rồi thì con gái chị xảy ra chuyện gì và chị đến đây để nhờ chị Nguyễn Minh Hải Công Trần đăng tải và tìm kiếm con gái chị thì chị có thể nói rõ. Con gái của chị trong thời gian rồi mất tích mà được người con rể báo tin cho gia đình bên vợ cũng như chị, đúng không ạ, để tìm kiếm vợ và cũng như con gái của mình. Câu chuyện như thế nào thì chị có thể chia sẻ cô chú và chị cùng. Thì lúc đầu thì con rể có báo tin về là nói con gái mới đi qua tới Củ Chi thì nó mất tích đó, đến khi em lên đây thì em hỏi thằng con rể thì thằng con rể lúc nó nói về đó, cho nên đó, lúc đầu á, thì lúc thì nó nói là nó đi bằng bên Củ Chi rồi xong á sau nhờ cái vụ cái điện thoại đó em mượn coi mà nó báo là điện thoại, cho nên có đến bên công an kia thì con rể khai lại là con rể đi bị người ta lừa bán qua ga đó. Hơn nữa em cũng xin cảm ơn là bên con rể em có trình báo với bên anh YouTube bên anh Hóng 24 TV gì đó cũng đã tìm kiếm cho đến ngày hôm nay đã gặp con em. Thì nói chung bây giờ em gặp con em đó là em xin cảm ơn tất cả các anh em hết trơn với cộng đồng mạng. Có thể chia sẻ lại cái câu chuyện trong thời gian vừa rồi chị về đây nhờ sự giúp đỡ của anh ấy không phải là Công Trần để đăng tải tìm kiếm thông tin con gái chị mất tích, đúng không ạ? Rồi chị có thể chị nói rõ lại câu chuyện trong thời gian vừa rồi, đến giờ phút này chắc chắn chị sẽ rõ mọi chuyện tại sao mà con gái chị mà bỏ đi, và chị có thể chia sẻ cho cộng đồng. Dạ thì cho đến từ khi em đến đây có nhờ bên anh Hiệp Sĩ Hải và anh Công Trần giúp đỡ em thì đến nay mọi việc đã sáng tỏ. Khi con em bữa nay em tìm kiếm gặp con em thì em mới sáng tỏ ra vì lý do thằng rể em á đã quýnh con em nhiều lần và đã từng đóng cửa phòng lại bóp cổ còn hâm đe dọa nếu như con em nói á, là nó sẽ bắt con về bắt con nó đi, cho nên con em sợ là không dám khai còn hâm he đe dọa đến cha mẹ nữa, còn dùng nón bảo hiểm á, quýnh lên đầu con em bữa nay là em mới biết rồi. Nhưng mà thằng con rể em đăng thông tin lên là đổi thừa cho em á, là quýnh con gái em bằng nón bảo hiểm, nhưng thật sự bữa nay có trước mặt anh Công Trần con gái em khai là thằng con rể dùng hai cái nón bảo hiểm quýnh lên đầu,
rồi xong còn lôi từ ở mí nhà trọ vô phòng thứ năm quýnh con em là mình mẩy á, là đến bữa nay là khoảng 20 mấy ngày đó, nó vẫn còn thương tích bên hông nữa. À, thì cái thông tin đến giờ phút này quá rõ ràng về người con rể của chị, phải nói là một người con rể quá dã man, đúng không ạ? Mình phải dùng những từ đó thì có thể miêu tả hết được cái câu chuyện này. À, người con gái bé bỏng của chị hiện nay đang ngồi bên chị này, phải nói là rất nhút nhát, về đây đến giờ phút này tinh thần vẫn còn chưa được bình ổn và khuôn mặt thì vẫn đang rất sợ sệt một người chồng, một người đàn ông, đúng không ạ? Sống kề mình cũng rất nhiều năm tháng qua. À, thực sự đến giờ phút này thì em mới biết được chính thức cái nguồn tin là con gái chị cung cấp, là con gái chị đã từng bị người con rể dùng bằng dây xít ở cái quần, ở những cái quần sọ, đúng không ạ? Để xít cổ vợ, mục đích chính là cho vợ và là không còn sống nữa, đúng không ạ? Bà đã từng ham đe gọi là con gái chị và dùng mọi thủ đoạn để biết được chị có tài sản để có thể là thủ tiêu, để có thể là tìm cách để chiếm lĩnh những số tài sản đó thành của mình. À, cái nguồn tin đến giờ phút này là cộng mong đồng mạng chia sẻ và lan tỏa, gọi điện nhắn tin em rất nhiều là con rể chị không phải lý do mà bị lừa, bị rũ rỗ sang Campuchia, đúng không ạ? Đến giờ phút này thì mọi thông tin quá rõ ràng, là rất nhiều người làm chứng và rất nhiều nguồn tin và rất nhiều thông tin tin nhắn là chính con rể chị là người trực tiếp đánh con gái chị và con gái chị đã bỏ đi, và trong thời gian con gái chị bỏ đi thì con rể chị là tìm đường sang Campuchia để bán thận, đúng không ạ? Vì một người thực sự là không có tài, không có chịu khó làm ăn và đường cùng không có tiền, là tìm cách bán thân, là người đàn ông đi bán thận, đúng không ạ? Nhưng vì rất nhiều lý do mà yếu tố là con trai chị không bán, con rể chị không bán được thận ở bên đất nước Campuchia, vì vậy quay trở về và xóa toàn bộ những tin nhắn, những hình ảnh đang lưu trữ trong điện thoại, đúng không ạ? Không muốn cho gia đình bên vợ biết được cái thông tin sự thật là đã đánh con gái và đã đi bán thận. Mọi thông tin tất cả là con rể chị khai tất cả mỗi một lần báo cho gia đình, đúng không ạ? Mỗi một lần một khác nhau, chị cũng nhận điều đó mà. Dạ, dạ. Đến tất cả các cơ quan đều khai khác nhau luôn. Con chị đến công an khai cũng không đúng. Bản thân em ở đây này, em nhận diện định nhập là con rể chị khai hoàn toàn không đúng sự thật, mà em đã tư vấn cho chị để phải nhờ các cơ quan chức năng để vào cuộc. Thì hiện nay thì các cơ quan chức năng cũng đã vào cuộc, đang tiến hành vào cuộc để xác minh thực tế con gái chị mất tích lý do gì và con rể chị là ai. Thì rất may mắn đến giờ phút này thì đã tìm được thông tin và nguồn tin và chính xác, mà hiện nay con gái chị đã được trở về cùng với gia đình. Thì hôm nay đến đây để công khai cái video này để cô chú anh chị trên cộng đồng mạng chúc mừng, trước hết là chúc mừng gia đình cái thằng này biết rõ cái thông tin con rể chị là người như thế nào, đúng không ạ? Chị có thể chia sẻ rõ cái câu chuyện mà trong thời gian vừa rồi con rể chị báo tin cho rất nhiều anh em trên mạng là chị là người đánh con rể chị, có đúng không ạ? Dạ, có bữa đó em có mở lên về em nghe mấy đứa cháu mở cái bên thống TV 24 nói ai cũng điện lại cho em, bà nhìn con rể bà tố giác bà quýnh con gái bà bằng nhiều lần bằng món bảo hiểm, cho nên con gái bà nó mới hơi giảm trí nhớ đó. Nhưng thật sự bây giờ bữa nay em đến đây á, khi mà dắt con em về thì con em đến có khai với anh công chàng, nó thật sự là nó dùng nó bảo hiểm nó quýnh con em nó, mà nó dám đổ quan cho em là sự thật. Đó. Trong thời gian vừa qua con gái chị hiện nay thông tin là trong thời gian sống ở tại Củ Chi, hai vợ chồng sống chung trong vòng trên dưới 3 tháng, con rể chị đã đánh con gái chị nhiều lần khác nhau, trên dưới 20 lần, rất nhiều lần phải móc mồm móc mắt bé gái là con gái chị. Vì vậy nên con chị rất sợ. Bởi vì thực sự là con rể chị là khai báo với công an hoặc là rất nhiều các thông tin khác là hoàn toàn sai sự thật, và còn biết rõ là chị có cần nào tài sản và tìm cách thế nọ tìm cách thế kia, phải không ạ? Hiện nay chồng chị đã gọi điện cho con rể chị biết cái thông tin này chưa? Nãy chồng em có gọi điện kêu con rể qua điện gặp mặt bên anh công chồng, nhưng mà rể nói là muốn gặp thì phải đi qua bên công an, mấy muốn cần gặp mặt thì phải qua bên công an chứ không có qua bên đây. Con rể chị hiện nay nếu như qua đây là biết rõ thông tin là tất cả các anh em hiệp sĩ ở Bình Dương này đã biết rõ bộ mặt thật của con rể chị. Vì vậy không có dám qua đây để đối chứng những cái sự việc
những việc làm sai trái của mình, đúng không ạ? Chị nghĩ sao về điều này? Giờ em cũng không biết nói sao, giờ thì dù gì cũng là thằng con rể em, nhưng mà những chuyện nó nói vậy á, thì bây giờ em á, em trước cộng đồng mạng em cũng không biết dùng lời nào để nói thật sự á, là bữa nay em mới biết là sự thật là con rể em nó đối xử với gia đình em với con em tàn ác lắm như vậy đó. Là bữa nay cũng từ lời nói con em ra, tại vì khi ở gia đình dưới nó cũng đã từng quýnh con em rồi, nó mỗi lần mà nó dặn lên là nó đóng cửa, nó không cho con em vô nhà sống bên em, mà nó còn dẫn vậy nữa chứ nói chi mà lên đây. Em thừa biết con em lên đây coi, em như với cha nó cũng nói đẹp ơi, con đi theo á chồng con là con chỉ có con đường chết thôi, nhưng vì con em quá thương chồng mà nó vì bỏ cha bỏ mẹ bỏ đứa con gái 5 tuổi lại cho em nuôi để nó đi theo chồng nó, cho đến hôm nay nó bị chồng quýnh ra nông nổi vậy mà phải không dám về, không dám báo tin cho cha mẹ, chốn ở được cái chị trọ giúp đỡ, người ta thấy thương tình người ta giúp đỡ cho ở, ta cho tiền ăn, ta cho tiền ăn cho cơm ăn sống đến ngày nay, nhưng vì sợ cha mẹ quýnh nữa, cũng như là nói cha mẹ không cho đi, rồi mà miễn đi về thì để cha mẹ quýnh cho nên cũng không dám, không dám là báo về cho gia đình luôn đó. Thì em thấy sự thật, em thấy con em á bây giờ nó nói con em nói không nên lời, vì mấy sao giờ vào con đường có nhà mà không dám về, vì quá thương thằng chồng. Bây giờ em cũng không biết nói sao, nói em cũng không biết nói sao trước cộng đồng mạng. Trong cái câu chuyện để tìm người thân, phải nói là từ trước đến giờ em gặp cái câu chuyện gia đình nhà mình là một câu chuyện phải nói là vô cùng cảm động nhất, mà cũng lấy được rất nhiều cái sự yêu thương của cô chú trên cộng đồng mạng, vì câu chuyện phải nói là vô cùng chân thật. Một gia đình đi tìm một người con gái và một gia đình đi cùng một người con rể về đây báo thông tin để tìm con và tìm vợ, nhưng mà vợ chưa tới nơi thì con rể đã bỏ chạy. Vì đó lý do như vậy, đó là một cái mắc xích để con rể chị là thực sự là không có trung thực thôi. Nhưng dù gì đến giờ phút này em không biết nói gì hơn cả, xin là chúc mừng chị với cùng một toàn thể gia đình và là một cái sự thành công mong đợi, đúng không ạ? Bởi vì ai cũng mong muốn là chị nếu có duyên mà nếu may mắn là chị sẽ gặp được con, đúng không ạ? Mà đến giờ phút này thì chính thức được gặp rồi, đúng không ạ? Dạ. Rồi, em xin phép chị để em có nói chuyện với anh bé Điệp một xíu ha. Dạ. Rồi, chú chào bé Điệp ha. Dạ. Rồi, con có thể là con nói rõ là con họ tên đầy đủ là gì và con sinh năm bao nhiêu? Dạ, con tên Nguyễn Hiến Hồng Điệp, sinh năm 1998. Rồi, cho chú biết lý do tại sao con đang ở quê và hai vợ chồng rủ nhau về Củ Chi để chung sống và làm công việc gì? Tại vì đó con nghe anh ở bên chồng con lên đây sẽ có chỗ làm cho hai chồng con, nên rồi nên con lên con làm, nghe lời theo lên chỗ, cái cuối cùng là cũng hai chồng cũng không có đi làm được, là tự động buông chải kiếm việc việc này việc khác làm, anh sao làm gì hai chồng này cái đó. Trong thời gian đó thì hai vợ chồng sống chung ở trong cái căn nhà trọ ở tại Củ Chi là bao nhiêu thời gian? Dạ, 3 tháng rưỡi. Ba tháng rưỡi. Trong 3 tháng rưỡi thì con thấy chồng con hành xử đối xử với con như thế nào? Cũng đánh đập con chứ. Đánh đập con cụ thể bao nhiêu lần, con có thể nói rõ để cho cô chú anh chị trên cộng đồng mạng biết rõ câu chuyện thực hư bộ mặt của chồng và của con. Dạ, 13 lần. Đánh 13 lần. Dạ. Đánh dùng bằng những cái gì con có thể là nói rõ, con có hoặc là nhớ khung ngày giờ được không? Dạ, con không nhớ ngày. Đánh đánh con bằng những cái gì? Bằng dao dao và dây, cái dây của bụng xiết quần đúng không? Dạ. Cái dây đó dùng bằng cái gì để đánh con? Dây đó làm thế nào? Dạ, xiết cổ. Xiết cổ. Dạ. Lúc bây giờ con có kêu được không? Dạ không. Không kêu được. Dạ. Xiết cổ con là để mục đích chính là gì con biết không? Dạ, đừng giết con cho con chết. Giết cho chết luôn. Dạ. Chồng con tàn ác với con như vậy là từ khi nào? Dạ, từ cấp mà mới cưới. Vậy đó, con mới có được có 1 tuổi rưỡi à. Từ khi mới cưới là con đã phát hiện là chồng con. Dạ. Là gọi là đánh con nhiều hình thức dã man đến mức độ như vậy. Dạ. Sao con không bỏ đi?
đợi con quá thương chồng con. Quá thương yêu chồng. Dạ. Con có báo tin cho ba mẹ con biết không? Dạ, hôm đó con cũng có lên nói với ba mẹ con rồi. Ba mẹ con bỏ rồi con. Con quá thương rồi con, không có bỏ một cái là ba mẹ. Quá thương ha. Dạ. Nên là không có nghe ba mẹ. Đúng không? Một mực là yêu chồng hết mình. Rồi. Trong thời gian sống chung ở Củ Chi là tổng cộng là đánh con 13 lần. Và trong 13 lần đó là đánh con bằng những cái gì? Con có thể nói rõ hơn được không? Dạ, đánh con bằng cây chổi với cọng dây với dao đụng đâm con. Dao bằng gì? Dao bằng dao, sắt. Dao thái. Dao thái. Dao thái mới. Dao thái mới là đánh mà con bằng hình chất nào, có chảy máu không? Dạ có, cổ con cũng có chảy, có chảy máu. Rồi. Với lưng con cũng bị thương tích. Có dùng bằng tay chân đánh con không? Dạ có, đạp con nữa. Đạp vào mặt luôn, vào đầu luôn. Dạ. Đạp không? Có. Dạ có, đạp vô lưng con, chung chỗ nào cũng đạp hết trơn á. Gọi là trúng đâu thì đạp đó. Dạ. Một người chồng vô cùng dã man. Rồi. Lúc đó tại sao mà con không tìm cách nào đó để con kêu người ta cứu, hoặc con tìm cách để thoát trở về? Con không có số hỏi của ai hết. Con không có điện thoại, con không liên lạc với ai. Dạ. Lúc bây giờ con có sợ hãi không? Lúc chồng đánh, tra tấn, đánh đập, hành hạ con như vậy, con có sợ hãi trong lòng con, trong đầu con đang nghĩ gì? Con có nghĩ gì không? Dạ con nghĩ là con mong là ai đó thấy là nên cứu giúp con. À, con hy vọng lúc bây giờ ai thấy là cứu giúp con. Dạ. Lúc bây giờ đánh con là có khóa cửa đấy nha. Dạ có khóa cửa sổ là biết bồn luôn, ở trong họng ấy bật cái đèn ngủ. Khi đó người ta cũng biết, nên là nghe tiếng thằng chồng con nó chửi con, nó đạp con, đánh con binh binh, người ta nghe. Đánh nghe bình bình luôn. Dạ, người ta nghe, người ta đập cửa, mà đập cửa vô không được. Nó nói ai mà vô trong đây đi giết chết luôn. Mà cây xô cửa vô, một đống người vô cửa, vô ta cũng không được nữa. Cứ nói vô đi, con lấy dao cô đâm giết chết. Trời, cô đánh có đâm con mà thôi mà cũng khó. À, có không? Hôm đó là khó đâm nhưng mà không có trúng. Dạ. Và con ý định trong đầu là hôm nay đánh như thế này là quá sợ hãi rồi. Dạ. Hy vọng là được ai đó phát hiện được để cứu con ra. Dạ. Nhưng mà chồng con đã khóa toàn bộ cửa. Con không có cách nào để thoát thân được. Dạ. Và rất nhiều người cũng tìm cách cứu. Nhưng chồng con hăm dọa nếu ai vô, sẵn sàng. Dạ. Cần kiếp. Dạ, nó giết người đó luôn. À, ai vô là sẵn sàng. Dạ. Đúng không? Dạ. Lúc bây giờ là con có thấy sợ? Dạ, sợ. Rất sợ. Dạ. Rồi, chú. Cho chú hỏi tại sao mà con bỏ đi, mà bỏ đi là từ thời điểm nào đến giờ cũng là bao nhiêu ngày? Dạ con đi là được không gần 20 ngày. Con đi đến giờ phút này là gần 20 ngày. Dạ. Rồi, con đi những cái thời điểm đó là con làm những công việc gì để con kiếm sống? Con không có làm công việc gì hết. Con sống ở đâu? Dạ, bắt đầu đó là con đi qua bên Trẻ Vàng. Ừ. Rồi nhờ có một anh kia, anh thấy anh hỏi con cũng kể nghe. Con Trải Bàn là phụ bàn ha? Hay là sao? Hay Trảng Bàn? Qua Trảng Bàn. Dạ. Rồi, đúng rồi, rồi. Con nói tiếp đi. Rồi xong ảnh cũng cho con vô ở chợ. Mà khi đó là ảnh cũng mua đồ ăn dành cho con. Con nói là em mua trứng chồng em, nên không có khó khăn được. Có nhờ anh cho em ở đợ, ở tạm chỗ nhà chợ anh đi. Anh cũng sáng đi làm. Tới 2 giờ rưỡi chiều mới về. Thì trong thời gian đó thì con sống bằng cái gì nữa? Trong vòng 20 ngày về đồ. Anh ở những đâu? Đó con mới đi lang thang rồi. Sao lúc bây giờ con ra ngoài sao con báo tin cho ba mẹ là con đã bị chồng đánh đập và con phải bỏ trốn? Tại sao con không thông tin? Dạ, tại con sợ. Sợ? Con sợ điều gì? Dạ, con sợ ba mẹ cũng lo cho con, sợ quan tâm con, con không muốn cho ba mẹ con biết. Con sợ là ba mẹ đang quan tâm với con sẵn rồi. Bây giờ con báo tin như thế này là ba mẹ rất lo cho con. Vì vậy con đang giấu. Con không muốn cho mọi người biết là con đang đánh đập mà đang bị lang thang như thế này. Dạ, con nếu như con cho biết là bên chồng con mà nó sẽ giết con sợ, con không có dám cho ba mẹ con biết. Chồng con báo tin cho con là nếu như cho ba mẹ biết là chồng con sẽ giết con. Dạ. Vì vậy con rất sợ. Dạ. Chồng con nhắn tin cho con hay là? Dạ, không có là. Hay là hăm dọa? Hẹn ngay chỗ Củ Chi thì là nó có nói con là nếu như con đi ra đi mà dễ mất lạc là chạy bắt đầu là nó giết con chết. Rồi lại là không cho ba mẹ con biết, nên con cũng giấu không cho ba mẹ con biết. Càng như vậy con càng sợ chồng mình nhiều hơn và không dám thông tin cho ba mẹ biết là con đang bị đánh đập. Thời điểm bây giờ con đang thang trong đầu, con đang nghĩ gì? Con sợ là chồng con nó bắt gặp con mà. Con đang thang trên đường mà con chỉ sợ nhất là chồng con bắt gặp được và tiếp tục đánh đập con. Đến giờ phút này, con còn điều gì muốn chia sẻ
có điều gì con có gì thương chồng con không? Dạ không. Tại sao con không thương? Tại giờ con cũng không biết nữa sao. Con có hận chồng con không? Dạ. Con có hận chồng con không? Dạ. Bởi vì trong thời gian vừa rồi chồng con đánh con rất nhiều. Mà những thông tin mà chồng con gọi là thông tin trên mạng cũng như khai báo với các cơ quan là không có đúng sự thật, đúng không ạ? Về đây cũng vậy, không đúng sự thật. Đến giờ phút này là mọi chuyện rõ ràng. Tới đây con còn tiếp tục cái cuộc hôn nhân này hay không? Dạ không. Không hả? Dạ. Bây giờ con còn thương nữa không? Dạ không. Hết thương hả? Dạ. Hôm nay thì con được chính thức được trở về và cùng tất cả người thân hiện nay, đúng không ạ? Con hiện nay thì con đã biết được cái chú chưa nói chuyện cái vấn đề mà trước đây chồng con, bây giờ chú đang hỏi con. Trong cái thời gian mà trước đây là ba mẹ đang ngăn cản con rất nhiều lần vì rất nhiều lý do khác nhau, mình không có hỏi lại nữa. Đến giờ phút này là con có nhận được những cái điểm sai của con đối với ba mẹ mình không? Dạ, như muốn lỗi là lỗi của con sai. Lỗi sai. Tại vì con tại là ba mẹ con không, ba mẹ nói con không nghe mà. Tại lúc đó ông có đi chồng con, đi chồng con. Lúc đấy là quá thương chồng con nên cãi lại ba mẹ. Dạ. Bây giờ con thấy hối hận không? Hối hận. Hối hận. Con biết lỗi rồi không? Con bây giờ hiện nay biết lỗi là con quay ra con nói chuyện với mẹ. Quay lại nói chuyện với mẹ nào. Không biết lỗi con chưa nói với mẹ. Giờ chỉ cần con bây giờ con với mẹ với con con tối. Con lỗi lòng ba mẹ thì ba mẹ con á. Nghĩ sao con mình đang đi về được rồi thì ơi. Con lỗi mẹ. Mẹ thấy không cho con đi đâu vô cứ cái gì mẹ không cho con đi đâu hết nữa. Trong các cuộc tìm kiếm, cuộc tìm kiếm của gia đình mình và nó là thực sự là bỏ rất nhiều tâm huyết công sức để tìm con, bởi vì không nghĩ rằng đến giờ phút này con được gặp lại. Bản thân chị cũng như gia đình về đây thông tin báo tin cho các anh em hiệp sĩ ở đây thì các anh em đây cũng nhận định là khả năng cao là con chị sẽ không còn, nhưng mà gia đình phải hết sức bình tĩnh để anh em cố gắng để xác minh thông tin. Nhưng đến giờ phút này thì cũng trên 20 ngày rồi, đúng không? Yeah. Thì phải nói là một cái sự đáng vui mừng là con chị đã được trở về đoàn tụ cùng gia đình. Mà bé gái, con gái chị bé Điệp thì hiện nay cũng biết được, cũng nhận được cái lỗi sai của mình. Vì trước đây không nghe lời cha mẹ, phải cãi lời cha mẹ để đi theo người chồng của mình, đúng không ạ? Để đến mức cũng phải đau khổ như thế này. Bây giờ phút này thì cũng xin lỗi ba mẹ rồi, bé cũng nhận được sai rồi. Hy vọng là trong những ngày tháng tới thì bé cố gắng giúp cha mẹ mình và nghe lời cha mẹ mình nhiều hơn. Điệp nhé. Con còn điều gì muốn chia sẻ trên cộng đồng mạng không? Bởi vì trong thời gian vừa rồi rất nhiều các cô chú, các anh chị, không những ở Việt Nam mình, ở tất cả các quốc gia trên thế giới đã quan tâm câu chuyện con bị mất tích. Con có điều nào con muốn chia sẻ, muốn cảm ơn tất cả mọi người không? Nói đi. Có gì con nói đi, trong lòng con nghĩ sao con nói đi. Con mấy chú đây gọi là có gì đâu sợ nữa. Không con sợ gì nói hết. Đi. Không gì sợ. Nha. Từ nay về đi không ai làm gì con hết. Nói đi, con tâm. Có mẹ đi, con đừng có sợ, con nói hết đi. Có sao con cứ nói, con không sợ. Kính thưa cô chú, anh chị trên cộng đồng mạng, trong thời gian vừa qua với cái câu chuyện của mẹ bé Điệp, toàn thể gia đình đã về đây nhờ sự giúp đỡ của những thế này cũng Trần để tìm kiếm thì không Trần và các người này đã đăng tải rất nhiều thông tin lên, nhận được rất nhiều sự đóng góp, chia sẻ, bình luận
góp ý, nhắn tin, gọi điện rất nhiều các anh em ở đây, nhất là cho cuộc chuyện. Thì giờ phút này là có thông tin chính thức và hai mẹ con và toàn thể gia đình đã gặp nhau. Một cuộc tìm kiếm phải là kết thúc phải là vô cùng khó khăn. Chị còn điều nào muốn chia sẻ, muốn cảm ơn cộng đồng mạng không? Dạ, em xin cảm ơn tất cả cộng đồng mạng và bên Hải như những anh em giúp đã giúp cho con em về chạy dạy xuống đời, em không có ơn vì em còn gặp lại con em trên cõi đời này. Ơn này em sẽ mãi nhớ suốt đời của em. Em không bao giờ quên tất cả các anh đã giúp cho gia đình em tìm gặp con em. Em xin cảm ơn tất cả cộng đồng mạng và các anh nhiều lắm. Trong cái câu chuyện này thì nó là rất đã nhận được rất nhiều sự quan tâm trên cộng đồng mạng. Công Trần là lúc nào cũng mới nói gì hơn cả, xin chân thành cảm ơn tất cả các cô chú các anh chị đã quan tâm trong những video vừa rồi Công Trần đăng tải. Hy vọng là những video như này được lan tỏa rộng rãi nhiều hơn nữa, để có thể là tìm kiếm được rất nhiều người thân, các nhiều bé trai bé gái cho các cô chú các anh chị. Em không biết nói gì hơn là xin chân thành cảm ơn với cuộc chia sẻ của gia đình chị trong thời gian vừa rồi. Chúc chị cùng với bé đẹp và cùng toàn thể gia đình luôn luôn mạnh khỏe và luôn luôn bình an và luôn luôn thành công rất nhiều trong cuộc sống. Hy vọng là bé đẹp quan tâm đến mẹ mình nhiều hơn vì ba mẹ bây giờ lớn tuổi rồi. Chú chúc qua con luôn luôn là sáng suốt thông minh. Chúc chị rồi dào sức khỏe. Dạ, xin chân thành cảm ơn chị rất nhiều. Cảm ơn chú, cảm ơn cộng đồng mạng. Không có ơn chú, cảm ơn cộng đồng mạng đã giúp cho con, từ người mẹ, tìm được mẹ qua gia đình với con. Dạ, chú cảm ơn con rất nhiều ha. Dạ, Công Trần xin kết thúc video tại đây. Xin hẹn gặp lại cô chú, anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Vâng, anh Công cũng xin kết thúc video tại đây nha. Bây giờ chúng ta cảm ơn các chị anh chị cháu cũng ở dưới đây của bên đại diện của Nguyễn Đình Hải chúng tôi cũng đang ghé qua dạng sẽ kết thúc đó. Bây giờ đi ghé chúng ta gặp lại và cảm ơn các bạn.